Nào mọi người, ai cũng mong muốn có một cuộc sống tài chính ổn định. Nhưng bạn có biết có 5 cái bẫy có thể kéo bạn về vạch xuất phát không? Đầu tiên, bẫy vẻ ngoài. Bạn cứ thử tưởng tượng mua một chiếc xe hơi thật sang để gây ấn tượng với bạn bè, nhưng rồi tài khoản tiết kiệm của bạn cạn sạch như lời hứa của mấy ông chính trị gia vậy. Tiếp theo, bẫy nuôi con. Nuôi dạy con cái không chỉ là mua những thứ tốt nhất cho chúng, mà còn phải dạy chúng biết giá trị của đồng tiền. Nhớ nhé, nhiều đồ chơi không có nghĩa là nhiều yêu thương hơn đâu. Chuyển sang bẫy thu nhập. Bạn đã bao giờ làm việc quần quật chỉ để mua những món đồ xa xỉ mà bạn chẳng mấy khi dùng? Đó là dấu hiệu điển hình đấy. Rồi còn bẫy nằm ế. Đó là khi bạn né tránh việc lập kế hoạch tài chính vì nó có vẻ quá phức tạp. Tin tôi đi, lờ đi tình hình tài chính của bạn sẽ không khiến chúng biến mất đâu. Cuối cùng, bẫy sức khỏe. Bạn đã bao giờ bỏ qua việc đăng ký y tập gym để tiết kiệm tiền, để rồi sau đó phải chi gấp đôi cho hóa đơn y tế? Đúng vậy, đó chính là cái bẫy. Vì vậy, hãy nhận ra những cái bẫy này, né tránh chúng và giữ cho tài sản của bạn không bốc hơi như thỏ của ảo thuật gia vậy.